Welcome back my channel. Hello, hello anh em. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của mình, Embo đây. Ngày hôm nay sẽ không phải là một clip về Garage, và đó là một clip về cảm nhận của mình khi mà mình nâng cấp lên iOS 14 cho cái tất cả các thiết bị của mình, như là iPhone Pro Max. Mình mua cách đây gần 1 năm rồi. Chuẩn bị nếu mà có tiền, nếu mà ra iPhone 12 thì mình, nếu mà có tiền, mình có điều kiện mình sẽ nâng cấp thôi. Còn nếu không thì thôi, mình cũng vẫn dùng cái iPhone, Dũng vẫn dùng con iPhone này bởi vì mình thấy là nó vẫn ổn, mà thứ nó vẫn ổn, pin vẫn ngon, dùng chả có lỗi lầm gì. Và cái thiết bị thứ hai mà mình đã lên đó là con iPad Pro 2020 1 inch của mình. Phải nói là cảm nhận của mình sau một ngày mình sử dụng thì như thế nào nhỉ? Ok, mình sẽ đem vào chi tiết để review cho các bạn. Let's go. iPad Pro 2020 của mình sẽ review trước về con này. Sau đó là mình sẽ review về điện thoại của mình sau. Bên này thì mình có một chiếc iPad 2. Thì đó là ban đầu thì mình định mua cái này, nhưng mà qua cuối cùng là mua để thử mình cuối cùng là thôi, yêu luôn, giữ đúng luôn. Đây, con iPad Pro của mình đã lên được phiên bản 14 đây. iPad Pro 11 inch thế hệ thứ 2. Thì phải nói là sau một ngày mình sử dụng, đây là thời gian là pin này, lúc mà mình sạc lên đây là 100% này. Thì các bạn nhìn thấy này, cái thời gian của pin này là gần cho là bộ trừ cái lượng này đi, thì báo 5 giờ 5 phút, nhưng mà mình trừ đi còn chắc tất công được khoảng 4 tiếng rưỡi. Thì mình thấy là mình xem YouTube này, chơi game thì cũng ít, thì chủ yếu là xem YouTube rồi on screen để mắc volume được khoảng 80%. Thì thấy là pin nó vẫn ổn, mọi thứ nó vẫn ổn, nó không có hiện tượng như giật mát hay là pin xuống nhanh như các ở trên các cái nhóm mà họ phản hồi về cái phiên bản iPad OS này, cũng như là trên iPhone. Mình thấy là mọi thứ nó vẫn ổn, pin nó vẫn ngon. Nên mình nghĩ là ví dụ như các bạn mà sử dụng các phiên bản cái thiết bị đời thấp hơn đấy, như kiểu là ticket mắc trở xuống hay là những cái iPad thấp hơn, thì mình nghĩ là giật mát là cái chuyện nó bình thường. Tại vì là nhiều khi những cái thiết bị nó thấp quá thì nó cũng, hoặc là khi mà iOS 14 rồi thì những cái app mà các bạn vào ấy đôi khi nó chưa tối ưu cho những iOS mới, có thể là như vậy. Thì thực sự là những cái điều mới ở trên iOS thì các bạn cũng biết ở trên các kênh khác rồi. Tuy nhiên thì mình không nhắc cái kênh đây, mình chỉ nói là về cái cảm nhận của mình sau một ngày mình sử dụng thôi. Có một cái điều các bạn feedback là pin nó xuống nhanh, mình cảm giác như là pin có xuống một chút thôi. Tuy nhiên thì các bạn biết là ở trên iOS 14 này nó có một cái tính năng, đó là các cái widget này mình cho chạy nó nền đấy. Khi mà các bạn cho nhiều các cái widget này chạy nền quá thì mình nghĩ là nó sẽ tốn pin thôi. Đó là cái điều đúng thế. Sao mình nghĩ là như vậy, và mình có tìm hiểu với các cái web khác, các cái channel khác họ cũng đang nói như vậy. Đây các bạn có thể nhìn thấy, các bạn gần như ngày xưa thì các bạn thấy là các bạn dùng cái nào thì các bạn chỉ cần các bạn kích vào cái ứng dụng đấy thì các bạn vào thôi, nhưng mà bây giờ các bạn thấy là nó cứ chạy liên tục này, đó giờ đất này, mọi thứ nó cứ lốt liên tục, nó không kiểu nó chạy ứng dụng ngầm ấy, mọi thứ ngầm. Ở trên iPad OS này thì mình thấy thì không có giật lag gì, mọi thứ nó vẫn ngon, chẳng có lag gì, chẳng có giật gì nữa, rất sướng. Chẳng qua mà đấy rất nhanh, mọi thứ rất nhanh, nó không có lag được hết. Ok, và đây là con iPad, nó là dùng iPad nó sướng, nó có hình nền mới. Đây, hình nền mới đây, đẹp. Nhiều bạn cũng bảo là Face ID không nhận, nhưng mà thực ra mình thấy này, Face ID vẫn nhận bình thường. Đây mình để mình che cái camera này, che đấy. Ôi, các bạn nhìn thấy nó nhận thừa nhận luôn đấy, Face ID không có một lỗi gì luôn. Ok, và đây là chiếc iPhone của mình, đây là chiếc iPhone Pro Max của mình. Đây, sau một ngày mình bọc vở này thì thấy là dùng iOS này sướng quá, Face ID vẫn dùng bình thường, không có mật pháp gì hết. Đây mình để một vài các widget nó chạy lên này, các bạn nhìn thấy là khi mà nó chạy nhiều quá, ứng dụng ngầm nó cứ chạy liên tục này, thì là một điều nó như này nhỉ,
không tốn pin là điều đương nhiên. Các đây à, mọi thứ đang chạy liên tục này, cả map, Google map rồi ảnh rồi lịch rồi nhiệt thời tiết này, đây những cái mà gọi là chạy ngầm liên tục, thì mình nghĩ cái điều cũng còn là pin nó xuống nhanh là điều đương nhiên, thì mọi người nên hạn chế sử dụng cái này. Đây, các bạn vào nhìn thấy pin của mình, tình trạng của mình là 94%, nhưng mà khi đây các bạn nhìn thấy cái thời gian online của mình này. Sau cái thời gian dần sạc cuối cùng của mình là gần 7 tiếng thì có Facebook này, Facebook, YouTube. Tức là ngày hôm nay là mình không chơi game đấy, bình thường là mình chơi game Clash Royale nhưng mà hôm nay mình không chơi, thì các bạn nhìn thấy trong cái thời gian mà on screen với lại thấy là gần 7 tiếng này cộng với lại hiện tại đấy 21 giờ hay còn 21% nữa. Thực sự thì pin này cũng ổn mà, đâu có phải là nó xuống nhanh đâu, mình nghĩ là do các thiết bạn các thiết sử dụng thiết bị cũ thôi. Nói chung là phiên bản này rất là hay, mình thấy là sung sướng. Đây ví dụ bên này sử dụng tìm thư viện, ở trên iPad thì nó không có cái tiếng này. Siri bây giờ thì cũng làm nó, bây giờ Siri thì nó cũng làm gọi là như này, nó gọn gàng hơn, đẹp hơn. Đấy, hey Siri, what are you doing? I'm at work. My shift ends in 640,976 years. Yeah. Hơn nữa là bên này mình thấy có rất là hay là khi các bạn mà đi du lịch ấy, dùng cái này rất thích. Hey Siri, how's going today? Yeah, nó đang dịch từ tiếng Anh và tiếng Việt tới Tây Ban Nha. Tóm lại là các bạn thấy là sau một ngày mình sử dụng iPad, sử dụng iOS 14 trên cả iPhone Pro Max và con iPad của mình, iPad Pro 2020, thì mình thấy như nào nhỉ? Tuyệt vời nhá. Mọi thứ đều tuyệt vời, sướng quá. Và cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn lại. See you. À, chào với các bạn là mình có một cái màu pass ở đây. Đẹp chưa? Cảm ơn kênh của mình. Bye bye. Subscribe.